sao? Đừng có sốt ruột quá như thế. Chắc là mẹ con nó đang trên đường đến đấy. Ngồi xuống, uống chén trà cho nó tĩnh tâm. Nhưng mà trễ mất 5 phút rồi. Có khi nào cô ấy lại đổi ý không cho thằng Tuấn tới không anh? Mày cứ làm như là họp lãnh đạo cấp cao ấy mà, phải đúng giờ tuyệt đối. Tam, em chờ được gần đấy năm rồi. Có 5-10 phút thôi. Ngồi xuống, cứ bình tĩnh. Uống chén trà đi. Nóng vậy hả làng ơi? Thì trà nóng mà lại. Mày cứ như là thanh niên 18 tuổi hẹn hò lần đầu tiên. Bình tĩnh, tĩnh tâm lại. Này, Tam. Chào anh. Chào Liên. Con chào bác đi. Con chào bác, ừ. Chào chốt. Ngoan lắm. Nào, lại đây với chú nào. Ây da ôi, sao mà nhớ nó tí nhỉ. Ôi giời, cái gì đấy? Lại mang con mèo đi à? Đây có phải là bạn thân của Tuấn không hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Chú Tam ơi, hả? Chú Tam có mang theo con ngựa gớm cho con không? À, con ngựa có chứ. Đây. Bây giờ nhá, chú cháu mình ra kia, rồi chú bật mí cho con ngựa trông thế nào, được không? Được. Đi. Đây, hôm nay á là chú mang con ngựa cực kỳ là đẹp luôn. Đố con biết nó màu gì nào, con đoán xem nào. Con nghĩ chắc nó màu đen. Màu đen à? Được rồi, để xem thế nào nhá. Nào, đi cẩn thận xuống đây. Đây. Ngồi đi anh. Không, thích không? Đẹp quá, con cảm ơn chú. Con cầm đi. À, chú Tam ơi. Ừ. Mấy bạn trong lớp của con rất là thích con mèo mà em chú cảm tặng ơn. Cho con nè. Chú có thể làm thêm một vài con tặng cho mấy bạn được không? Được, chú sẽ làm cho. Nhưng mà bây giờ phải ngồi lên lòng chú đã. Rồi chú sẽ làm cho Tuấn nhá, một thùng các con thú luôn để tặng bạn bè, được không? Dạ được, cảm ơn chú. Rồi, thế là hôm nay ha. Ngồi vào đây. Uống nước đi em. Dạ, em cảm ơn. Đấy, hôm nay đúng không? Mình có bạn mèo này. Em xem thế nào? Chứ Tam nó rất thương em và cu Tuấn đấy. Em chỉ hứa là cho ảnh chơi với con thôi. Chứ em cũng không có tính gì hết. Với lại chuyện của tụi em thì đã quá lâu rồi. Mà bây giờ em cũng đã có hạnh phúc khác rồi. Anh cũng mong em với cu Tuấn ổn. Còn chuyện của hai đứa tụi bay anh cũng không thể nói thêm được nữa. Xong sau đó thì thành con ngựa này, trước khi mà nó được khắc lên này, khắc đố con biết nhé. Giai đoạn cuối cùng, công đoạn cuối cùng là làm cái gì? Nhầm nhầm nghe chú là con ngựa để... Anh ta đưa em tới đây à? Anh ấy không yên tâm để cho tôi đi một mình. Anh thật quan tâm em. Anh ấy không những quan tâm tôi mà anh ấy còn là một người đàn ông rất tốt. Liên à, em có hạnh phúc không? Anh hỏi tôi chuyện này để làm gì? Liệu anh có thể... Anh có thể nào mà không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa được không? Nếu không, từ nay chúng ta không cần phải gặp nhau nữa đâu. Ok. Được. Được rồi, anh không nhắc đến chuyện đó nữa. Em đừng giận nhé. Tuấn, con chào chú đi rồi đi về. Con chào chú, con về. Con về nhá. Đi con. Đi xe đi con.
Tiên à, em tới có việc gì vậy? Anh có đói không? Em vừa nấu đồ ăn cho anh này. Vậy mời Tiên vào nhà chơi nhé. Kho tộ cho anh này. Em nghe chị Nguyệt nói là anh thích mấy món này. À, em còn mua một hũ mắm cà pháo cho anh luôn nha. Tiên à, em đâu cần phải làm vậy. Em thừa biết là... Thôi được rồi, anh không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Em làm những điều này là bởi vì em cảm thấy thích, em cảm thấy vui mỗi khi được chăm sóc anh. Anh không cần đáp trả lại tình cảm của em cũng được. Cứ coi như là một người bạn quan tâm anh thôi là được rồi. Thôi, mình ăn cơm đi. Em lấy cơm cho anh nha.